Thưa quý vị, đây là bản tin FBNC ngày 2 tháng 12. Vào ngày 4 tháng 12 tới đây thì ngày mua sắm trực tuyến Online Friday 2015 lần thứ 2 sẽ được diễn ra, và theo thông tin từ ban tổ chức thì tính đến ngày 30 tháng 11 vừa qua đã có gần 2.000 doanh nghiệp đăng ký được duyệt tham gia bán hàng trong ngày Online Friday 2015, và đã có hơn 46.500 sản phẩm đã được duyệt thông tin theo đúng quy chế của ban tổ chức. Theo ban tổ chức, các mặt hàng có nhiều khuyến mại lớn trong ngày Online Friday 2015 năm nay tập trung ở ngành hàng thời trang, sách, đồng hồ, thiết bị số, du lịch, vé máy bay và thiết bị đồ gia dụng. Để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp quy mô nhỏ có nhiều cơ hội tiếp cận khách hàng, hệ thống website của chương trình Online Friday 2015 sẽ xuất bản thông minh. Chỉ cần các khuyến mại đáp ứng đủ điều kiện đặt ra, sản phẩm khuyến mại của các đơn vị nhỏ vẫn có thể được hiển thị tại các vị trí sản phẩm nổi bật trên web của Online Friday, nơi thu hút lượng người dùng quan tâm gấp 20 đến 30 lần so với các vị trí khác trên website. Cụ thể, ban tổ chức năm nay có đặt ra những cái điều kiện cho các khuyến mại tiêu biểu. Cụ thể là giá trị tối thiểu là phải giảm đến khoảng 30%, đồng thời là cái sản phẩm phải có giá trị từ 3 triệu trở lên. Như vậy là cái giá trị khuyến mãi mà khách hàng nhận được là tối thiểu là 1 triệu. Ngoài ra là với cái hệ thống website mới thì ban tổ chức cũng cung cấp cho người tiêu dùng một cái phương thức để so sánh giá, để đánh giá xem là cái khuyến mãi đó doanh nghiệp họ cung cấp có thực sự là đúng hay không, có tăng giá lên hay là giảm giá đi hay không. Ngoài ra thì chúng tôi có cung cấp công cụ để phản ánh, và nếu mà cái phản ánh nào, cái khuyến mãi nào của doanh nghiệp ấy mà bị phản ánh nhiều thì sẽ bị gọi là bị hạ xuống khỏi website ngay lập tức. Hiện đã có 8 ngân hàng và tổ chức thanh toán tham gia hoàn tặng tiền mặt cashback cho người tiêu dùng khi thanh toán trực tuyến với các đơn hàng đặt mua của đơn vị bán hàng trong ngày Online Friday. Trong đó mức trần cashback cao nhất là 1 triệu đồng một chủ thẻ, và mức tỷ lệ cao nhất là 50%. Thưa quý vị, Việt Nam đang rất thành công trong quá trình hội nhập kinh tế toàn cầu nói chung và với Mỹ nói riêng. Đây là đánh giá được Hiệp hội Doanh nghiệp Mỹ tại Việt Nam, gọi tắt là AmCham, đưa ra tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam thường niên vừa diễn ra mới đây. Năm 2015, tổng kim ngạch thương mại giữa Việt Nam-Mỹ tiếp tục tăng trưởng khoảng 20%, đạt 45 tỷ đô la. Theo AmCham, Việt Nam đang gia tăng vị thế là nhà cung cấp hàng đầu trong khu vực ASEAN cho Mỹ. Thị phần của Việt Nam chiếm 22% và có thể vượt 30% trước năm 2020 nếu xu hướng hiện tại được tiếp tục. Tuy nhiên, hiện Việt Nam đang xếp thấp nhất trong các nước ASEAN 6 về nhập khẩu từ Mỹ với khoảng 6,7 tỷ đô la Mỹ trong năm 2015. AmCham kỳ vọng số liệu này có thể tăng lên thông qua việc cải thiện môi trường kinh doanh của Việt Nam đối với các nhà xuất khẩu từ Mỹ, các nhà nhập khẩu tại Việt Nam. Hiện tại, doanh số của các công ty hội viên AmCham tại Việt Nam tiếp tục tăng trưởng. Nếu xu hướng này được tiếp tục, có thể kỳ vọng vào năm 2020, tổng kim ngạch thương mại giữa hai nước sẽ đạt 80 tỷ đô la Mỹ. Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an cho biết là Việt Nam đang xem xét cấp visa du lịch thời hạn 1 năm cho công dân Mỹ đến Việt Nam. Thông tin này được đưa ra tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam cuối kỳ ở Hà Nội ngày 1 tháng 12. Cơ quan này cho biết Bộ Ngoại giao đang xử lý theo hướng đồng thuận cấp visa có thời hạn 1 năm cho khách du lịch Mỹ và công dân Mỹ đến Việt Nam dự hội thảo hội nghị. Trước đó, phía Mỹ có cảnh báo nếu Việt Nam không điều chỉnh thời hạn thị thực lên 12 tháng và nhập cảnh nhiều lần cho doanh nhân và du khách Mỹ, thì chính sách cấp thị thực của Mỹ cho công dân Việt Nam cũng sẽ dựa trên nguyên tắc đối ứng quốc gia trong tương lai gần, tức là thị thực ngắn hạn Mỹ cấp cho công dân Việt Nam cũng sẽ giảm xuống còn 3 tháng và nhập cảnh một lần. Cục xuất nhập cảnh cũng sẽ giải quyết một số vướng mắc trong quy định miễn thị thực 30 ngày cho công dân Nhật Bản, đồng thời nghiên cứu miễn visa đơn phương cho Úc và New Zealand nhằm thúc đẩy thương mại, đầu tư và du lịch. Theo Hiệp hội Doanh nghiệp Úc tại Việt Nam, hiện nay Việt Nam mới miễn thị thực cho công dân của 21 quốc gia. Con số này còn thấp hơn so với các nước lân cận như Malaysia miễn cho 164 nước, Philippines cho 157 nước và Thái Lan cho 52 nước. Bulgaria đang có nhiều cơ chế hấp dẫn nhằm thu hút các nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào các ngành sản xuất và tiêu dùng tại quốc gia này. Đáng chú ý là đại diện Bộ Nông nghiệp và Thực phẩm Bulgaria còn khẳng định muốn thúc đẩy hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Bulgaria trong mảng nông nghiệp trong thời gian tới đây. Đây là buổi gặp gỡ và làm việc trực tiếp giữa các doanh nghiệp Bulgaria và các doanh nghiệp Việt Nam tại Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh vừa diễn ra mới đây. Các cuộc gặp và trao đổi giữa các doanh nghiệp nhân chuyến thăm Việt Nam của đoàn chính phủ Bulgaria do ông Tesevan Dimitrov, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Thực phẩm Bulgaria dẫn đầu. Đa số doanh nghiệp Bulgaria trong chuyến làm việc lần này tập trung vào ngành thực phẩm như Baby Food Factory đang cần xây dựng nhà máy tại Việt Nam, tìm đối tác phân phối, Fuma Engineering and Consulting tìm đối tác trong mảng chế biến và xuất khẩu thực phẩm. Du lịch và du lịch là thế mạnh truyền thống của chúng tôi, và kế đến là lĩnh vực nông nghiệp.
Chúng tôi có truyền thống về chế tạo máy móc chế biến nông sản và đã có sản phẩm nông nghiệp chế biến cũng có uy tín tại châu Âu. Về sản phẩm cũng vậy, có những loại nông sản chúng tôi đạt năng suất gấp 5 lần nhu cầu với chất lượng cao. Và chúng tôi cũng nhìn thấy Việt Nam cũng có nhiều sản phẩm nông nghiệp nổi tiếng như hoa quả và cà phê, đặc biệt là vai trò của cà phê Việt Nam trên thị trường thế giới. Và điều quan trọng nhất về khả năng hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước là chính trị và chính sách đối ngoại giữa hai nước rất tốt. Liên tục có những chuyến thăm cấp cao giữa hai nước và theo đó là những chính sách giao thương ngày càng thuận lợi cho sự hợp tác giữa doanh nghiệp hai bên. Bên cạnh nông nghiệp và thực phẩm, đoàn doanh nghiệp Bulgari lần này cũng bao gồm các doanh nghiệp ngành cơ khí và thiết bị cũng đang muốn tìm kiếm đối tác để phân phối hoặc triển khai nhà máy tại Việt Nam hoặc ngược lại. Thưa quý vị, câu chuyện cho vay tiêu dùng với lãi suất cao lên đến 20%+ không còn là chuyện lạ với người đi vay. Nhưng giữa bối cảnh lãi suất cho vay thương mại có thế chấp chỉ bằng phân nửa, thì những ý kiến đòi áp trần lãi suất cho vay tiêu dùng bắt đầu được nhắc đến nhiều hơn. Câu hỏi đặt ra là có nên áp trần lãi suất cho vay tiêu dùng hay không? Trong số những tranh chấp giữa người đi vay và nhà cho vay với loại hình cho vay tiêu dùng hiện nay, phần lớn các chỉ trích đều hướng về phía các ngân hàng và công ty tài chính. Với nhiều người đi vay, dường như những khó khăn về thủ tục đi vay tiền ở ngân hàng đã vô hình chung đẩy người cần tiền phải sang khu vực cho vay tiêu dùng, nơi có lãi suất không mấy dễ chịu, thường là gấp đôi mức lãi suất với các khoản vay có thế chấp hiện nay. Khác biệt lớn nhất trong vay tiêu dùng so với vay thương mại là ở chỗ thế chấp. Nếu vay thương mại gần như phải có tài sản hoặc dòng tiền để thế chấp cho ngân hàng, thì cho vay tiêu dùng chỉ cần tín chấp, do đó lãi suất thường rất cao để có thể bù đắp rủi ro. Tại nhiều thị trường khác trên thế giới, lãi suất cho vay tiêu dùng thường gấp 1,5 đến 2 lần so với cho vay thương mại thông thường. Tại Việt Nam cũng thế, khi lãi suất cho vay thương mại từ 10 đến 12% thì lãi suất cho vay tiêu dùng có thể từ 20 đến 25%. Ngân hàng thì có lý của ngân hàng, bởi tiền cho vay cũng từ tiền huy động mà ra, phải chịu trách nhiệm với đồng vốn của người gửi tiền và tuân thủ các quy định về kiểm soát rủi ro khiến các ngân hàng dù rất khát khách hàng cũng không dám đánh liều. Đã là ngân hàng hoạt động thì phải là có sự chuẩn mực. Và nếu mà đã chuẩn mực thì nó đòi hỏi một số cái giấy tờ nhất định. Nhưng nếu như mà người dân mà không có thể đáp ứng được thì họ sẽ cảm thấy rằng là như vậy là khó khăn, nhưng mà tôi nghĩ rằng không phải. Nếu chúng ta đứng ở góc độ là nhà cung cấp dịch vụ về tài chính thì chúng ta cũng sẽ vẫn hay đòi hỏi cái người vay hoặc là cái người mà sử dụng phải có một cái tiêu chuẩn nhất định. Tiêu chuẩn đó có thể khác nhau giữa các ngân hàng, nhưng mà chắc chắn là sẽ phải có đáp ứng một cái yêu cầu nào đó thì mới có thể tiếp cận và sử dụng dịch vụ ngân hàng được. Nhưng một khi đã bước sang khu vực cho vay tiêu dùng, các thủ tục hành chính gần như được đơn giản hóa tối đa. Đó cũng là lúc lãi suất trở thành gánh nặng và là mối quan ngại chính của người đi vay. Trước những tranh chấp và kiện tụng liên miên giữa các công ty tài chính, ngân hàng và người tiêu dùng, đã từng có đề xuất áp trần lãi suất cho vay tiêu dùng, tương tự như mô hình trần lãi suất với các lĩnh vực ưu tiên cho ngân hàng nhà nước quy định. Liệu đề xuất này có khả thi không? Theo đại diện ngân hàng BIDV, điểm quan trọng nhất là tìm ra cơ sở hợp lý để căn cứ vào đó tính ra trần lãi suất cho vay tiêu dùng. Thế thì nếu như bây giờ chúng ta áp dụng một cái trần lãi suất đối với cho vay tiêu dùng thì có hai vấn đề đặt ra. Một là bao nhiêu trần là đủ? Và liệu cái trần đó thì lấy cái gì để làm cơ sở? Nếu như chúng ta đưa là 150%, 200% lãi suất cơ bản, trong khi mà lãi suất cơ bản lại không được thị trường sử dụng, thì có nghĩa là 150% đó, 200% đó, nó không phản ánh được cái bản chất của thị trường. Một số quan điểm của các chuyên gia kinh tế hiện nay cũng đồng tình với nhận định này. Bởi thị trường luôn có tính cạnh tranh nên lãi suất sẽ tự điều tiết. Một nhà cho vay không thể đưa ra mức lãi suất quá cao vì còn phải giữ khách. Nếu áp trần lãi suất thì khả năng hoạt động cho vay tiêu dùng tại các tổ chức được phép như ngân hàng và công ty tài chính sẽ bị đình đốn, kéo theo nhiều hệ quả không mong muốn. Khi chúng ta áp dụng trần lãi suất, có một cái vấn đề thường xảy ra là tạo ra sự méo mó đối với thị trường. Có nghĩa là bên đi vay rủi ro cũng bằng cái bên không rủi ro, bởi vì người ta đều áp dụng một cái mức độ trần lãi suất như vậy cả. Nếu như chúng ta áp như vậy thì rõ ràng là nó sẽ dẫn đến cái việc là nhiều ngân hàng cũng không muốn cho vay. Bởi vì sao? Nếu như cái trần nó thấp quá thì tôi mà cho vay, ngân hàng mà cho vay, nếu như có nợ xấu trong cho vay tiêu dùng sẽ bị lỗ. Và chính vì thế ngân hàng lại càng ngại cho vay, và như vậy nó sẽ cản trở cái khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính ngân hàng Việt Nam chúng ta. Và như vậy thì người ta lại đến với tín dụng đen, và như thế nó lại càng nguy hiểm. Như vậy, dưới góc độ thị trường, áp trần lãi suất cho vay tiêu dùng có thể làm thu hẹp hệ thống cho vay chính thức, tạo thuận lợi cho hoạt động tín dụng đen. Còn với cơ chế lãi suất thỏa thuận trong cho vay tiêu dùng của các ngân hàng và công ty tài chính như hiện nay, cơ quan chức năng vẫn có thể giám sát được mặt bằng lãi suất, chỉ cần kiểm soát chặt hành vi câu kết để đẩy lãi suất lên cao của các nhà cho vay.
Sắc xanh đã trở lại với hai sàn chứng khoán trong phiên giao dịch ngày hôm nay, ngày 2 tháng 12. Nhiều cổ phiếu chủ chốt đã lấy lại đà tăng giá, giúp cho chỉ số tăng điểm khá dễ dàng. Mặc dù vậy thì thanh khoản toàn thị trường lại đang trong xu thế giảm. Sau chuỗi phiên mất điểm liên tiếp, chỉ số VN Index đã lấy lại sắc xanh ngay từ thời điểm đầu phiên giao dịch. Hàng loạt cổ phiếu từ vốn hóa lớn đến nhỏ đều tăng tốc trở lại. Đáng chú ý là điểm sáng từ HAG của Hoàng Anh Gia Lai với lực cầu mạnh đã có lúc đạt kịch trần. Thông tin về một dự án mới của công ty sắp đi vào hoạt động và việc phát hành thêm cổ phiếu đã giúp HAG thu hút dòng tiền của nhà đầu tư. Bước sang phiên buổi chiều, VN Index chủ yếu được giao dịch trong biên độ hẹp dưới mốc 575 điểm, thanh khoản trên sàn ở mức khá thấp cho thấy nhà đầu tư vẫn chưa sẵn sàng trở lại thị trường. Giao dịch tập trung mạnh vào một số mã như FLC, HAG hay OGC của tập đoàn Đại Dương. Khép phiên, VN Index tăng 0,7% lên mốc 574,42 điểm, thanh khoản chỉ còn hơn 1.600 tỷ đồng, ứng với trên 100 triệu đơn vị được chuyển nhượng. Tại sàn Hà Nội, sắc xanh cũng chiếm ưu thế gần như suốt phiên giao dịch, nhiều cổ phiếu chủ chốt lấy lại đà tăng giá để giúp cho thị trường tăng điểm vững vàng. Mặc dù vậy, hoạt động giao dịch vẫn còn khá hạn chế. Chốt phiên, HN Index tăng 0,3%, đạt 80,54 điểm, khối lượng giao dịch gần 43 triệu đơn vị, tương đương hơn 370 tỷ đồng. Cơ hội đầu tư vào cổ phiếu bất động sản đang là khá lớn trong những tháng tới đây nhờ vào bất động sản đang hồi phục mạnh. Tuy nhiên, có sự phân hóa mạnh trên các loại cổ phiếu. Đây là nhận định của các chuyên gia đầu tư đưa ra mới đây tại hội thảo bàn về toàn cảnh thị trường bất động sản và triển vọng cổ phiếu bất động sản vừa diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh chiều ngày 30 tháng 11 do HOSE, Vietinbank Security và Đất Xanh Group tổ chức. Theo phân tích của ông Đặng Trần Hải Đăng, Phó phòng nghiên cứu phân tích của Công ty Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam, Vietinbank SC, hiện các nhà đầu tư khá quan tâm đến cổ phiếu ngành bất động sản. Trong vòng 6 tháng gần đây, ngành bất động sản chiếm tỷ trọng lớn nhất về giá trị giao dịch trên toàn thị trường với 18,7%. Về tỷ trọng vốn hóa thì bất động sản đang chiếm 12% toàn thị trường, đứng thứ hai chỉ xếp sau ngân hàng và thực phẩm. Tuy nhiên, ông Đăng cũng phân tích bất động sản hiện chưa phải là nhóm cổ phiếu dẫn dắt thị trường do có sự phân hóa khá rõ nét giữa các cổ phiếu. Trong 9 tháng đầu năm 2015, có gần 40% mã cổ phiếu bất động sản được ghi nhận lợi nhuận sau thuế giảm và 20% có lợi nhuận sau thuế âm. Điều này cho thấy mức độ hồi phục khác nhau giữa các doanh nghiệp trên thị trường bất động sản. Bà Lê Hoàng Lan Như Ngọc, quản lý cấp cao phòng nghiên cứu và tư vấn hãng CBRE cho rằng, thị trường bất động sản đang có nhiều yếu tố thuận lợi cho sự hồi phục. Các yếu tố này gồm hàng loạt luật định mới có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2015, tín dụng giá thấp cho người mua nhà và cơ cấu thị trường đang có sự điều chỉnh. Trong vòng 9 tháng, tổng số lượng căn hộ bán được tại Thành phố Hồ Chí Minh đạt mức 23.500 căn, còn tại Hà Nội con số này chạm mốc 15.000 căn. Xu hướng tăng trưởng được dự báo sẽ còn tiếp tục trong năm tới. Hiện nay thì theo chúng tôi biết là có rất nhiều chủ đầu tư họ đang ráo riết họ thiết kế cũng như là họ tìm những cái quỹ đất để mà họ phát triển cái dự án của họ để mà họ có thể bắt kịp được cái sóng đầu tư hiện nay. Cho nên có thể nói rằng là theo CBRE nhận định thì là tình hình đầu tư trong năm sau là tình hình thị trường bất động sản trong năm sau là nó cũng sẽ tiếp tục giữ vững cái đà tăng trưởng như vậy. Một số mã cổ phiếu được giới phân tích đưa ra để nhà đầu tư tham khảo hiện nay như VIC, DSG, KBC, ITA, KDH, NLG. Thưa quý vị, trong phần tin châu Á tiếp sau đây sẽ bao gồm các thông tin nổi bật. Tổng thống Thanh San và bà Aung San Suu Kyi đã có cuộc chuyển giao quyền lực trong êm thấm. Ô nhiễm không khí ở Bắc Kinh tăng lên mức độ cam, các chuyên gia khuyến cáo cần phải có biện pháp thiết thực.